Rồi. Chào các bạn. Xin lỗi nha. Cái bài writing có lẽ là sẽ dễ hơn đối với cái phần này. Hello mọi người. Hôm nay cố gắng hỗ trợ mọi người lắm lắm luôn á. Có nhìn rõ không ta? Không biết được chưa nào? Các bạn đi đâu hết rồi? Chủ đề hôm nay của chúng ta là về writing đó. Hello các bạn. Để lên khoảng 10 khoảng khoảng 10 bạn đi, mấy bạn đi thì bắt đầu làm bài writing, bài viết cho các bạn. Tự nhiên hôm nay có cái mụn. Chào các bạn. Writing. Các bạn ơi. Các bạn đâu rồi? Hôm nay chủ đề về writing essay. Mình đợi một xíu nữa nha. Đợi một xíu nữa cho khoảng 9-10 bạn, những bạn nào mà sắp sửa chuẩn bị khóa học tiếp theo á, thì Miss Xuân sẽ hướng dẫn các bạn luôn và sẽ tốt cho với các chủ đề này. Chờ thêm mấy bạn xíu nữa đi. Các bạn gắng chờ đi. Bạn nào đang ở đó lên tiếng đi nè. Kim Ly Yong đâu rồi? Dùng máy tính cho nên nó sẽ hơi bị tối á các bạn. Hello, Thiên Hào Ngọc Võ. Thiên Hào Ngọc Võ có đi học không vậy? Xin chào hạt cát nhỏ. Ngân yêu dấu. Ngân ơi, chủ đề hôm nay Miss Xuân nói về writing nè. Tí. Ok. Chào các bạn. Rồi bây giờ được 9 bạn. Nhanh lên các bạn, còn thêm các bạn nữa đi. Chủ đề writing hôm nay sẽ nếu như không nói được hết ngày hôm nay thì để buổi sau sẽ nói thêm cho các bạn. Chào bạn Iris Trần Phụng. Hello Phụng. Phụng ở nhà luyện viết essay nha. Các bạn, cái chủ đề ngày hôm nay á là chúng ta sẽ nói về làm sao để chúng ta có thể có một cái kỹ năng làm bài tốt trong vòng 40 phút mà các bạn có thể nhanh chóng tạo ra một cái cho mình một cái sườn bài để có thể viết bài tốt, và chúng ta phải viết theo những kỹ năng như thế nào. Chào Dương Khởi. Sao các bạn lại buồn thế thế? Các bạn phải vào phải thả tim đi chứ. Rất là thích tim đó. Thì các bạn biết không? Chúng ta trong phần writing của chúng ta sẽ có hai parts. Được không? Two parts. Thì hai phần á, đối với hai phần thì chúng ta có phần một là một cái phần essay, đó là phần bắt buộc các bạn phải viết.
phần bắt buộc các bạn phải viết, và dù có muốn hay không thì khi các bạn thi bắt buộc các bạn phải viết cái này rồi. Cho nên là sẽ có nhiều bạn cho rằng là cái bài của mình sẽ rất là khó. Và vậy thì làm sao để chúng ta có một cái sườn bài viết để chúng ta trong bài thi của chúng ta chỉ việc lắp ghép một cách đơn giản nhẹ nhàng thôi. Thì cái phần part 1 á thì Miss Phương sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà đang bị bối rối về những cái phương pháp, về những cái cách viết, rồi lúc nào cũng các bạn học theo phong cách của IELTS. Chính vì học theo phong cách của IELTS nên khi các bạn viết, các bạn sẽ gặp một số tình huống là các bạn cứ sử dụng một cái cấu trúc nào đó theo một cái rập khuôn. Thành ra là khi các bạn ghép vào bài của mình á, thì khi các bạn ghép vào bài rồi, các bạn sẽ thấy thực ra đến khi cái nội dung của các bạn viết nó chẳng ăn nhập gì với cái bài hết trơn á. Do đó thì để hôm nay là Đức Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái phương pháp viết làm sao mà đơn giản nhất. Và các bạn liệu rằng các bạn có cần phải sử dụng những cái thuật ngữ khó hiểu để mà có viết, để mà ăn điểm ở phần ở cái writing essay hay không? Thì trên thực tế các bạn chỉ cần viết làm sao nó cái câu nó thật gọn gàng mà không có rườm rà là được. Câu đừng có lặp cái câu trước với câu sau. Mặc dù cách viết nó khác nhau nhưng mà tự nhiên cái ý nó lặp thì các bạn cũng không nên như vậy, thì các bạn sẽ bỏ qua đi nhé. Cho nên các bạn phải suy nghĩ rằng là chúng ta viết tới đâu là chúng ta phải chắc tới đó, và chúng ta không cần phải sử dụng các cấu trúc mà chúng ta theo cái dạng học thuật là điều cái chắc chắn rồi. Các bạn sẽ cái phong cách của cái style của essay á, các bạn chỉ cần có là đi từ formal đến dạng neutral là được. Tại vì sao? Người ta gọi là phong cách, đi từ phong cách của chúng ta, đó gọi là phong cách trang trọng, hay là gọi là phong cách trang trọng, hay là một chút học thuật, cho đến phong cách trung lập là được. Các bạn không nhất thiết là phải viết rườm rà khó hiểu và phải viết giống như kiểu là các thầy cô bắt buộc phải sử dụng những cái ngôn ngữ học thuật giống như essay, giống như IELTS. Đó, nên các bạn yên tâm đi, các bạn cứ làm theo những cái từ vựng mà các bạn biết, và các bạn viết làm sao dễ hiểu nhất, người đọc người ta cảm thấy thích cái bài của bạn là được. Và các bạn viết làm sao đủ ý nhất là ok. Thì ở đây cái bài essay như thế này. Thứ nhất là đây là một cái bài bắt buộc và chúng ta phải viết số lượng ký tự chúng ta viết là từ 140 cho đến 190 chữ. Đúng không? 190 chữ. Thì các bạn vậy thì khi chúng ta viết thì trong đầu của các bạn lưu ý rằng là không cần biết các bạn đang chuẩn bị bài của chúng ta như của các bạn như thế nào, nhưng các bạn hãy nhớ rằng là cái bài essay của các bạn sẽ về chủ đề là thảo luận một cái câu hỏi nào đó hoặc là một cái chủ đề nào đó. Và câu hỏi mà người ta thường hay đưa ra là câu hỏi như sau. Người ta thường hay ha cho một cái statement nào đó, sau đó người ta sẽ đặt câu hỏi là bạn do you agree, bạn có đồng ý hay không, do you agree, được không? Hoặc là họ hỏi là what do you think, what do you think, bạn nghĩ cái gì, bạn nghĩ sao, đúng không? Có nghĩa là bạn nghĩ sao về cái vấn đề đó rồi. Hay là các bạn có thể, hoặc là người ta sẽ đưa ra hai câu hỏi hoặc là hai ý, sau đó người ta hỏi là hoặc là thế này hoặc là thế kia. Tôi lấy ví dụ như là theo các bạn thì người ta nghĩ rằng bạn nghĩ sao khi người ta nói rằng là theo các bạn thì là đi du lịch ở trong nước thì tốt hơn, đi đi tốt hơn và rẻ hơn đi du lịch nước ngoài, đúng không? Thì các bạn sẽ bàn luận về, có nghĩa là các bạn sẽ thảo luận về cái chủ đề này. Thì như vậy là nó có hai ý, cho nên là đối với những cái bài đó thì các bạn cứ nhớ là trong cái dạng essay của các bạn có thể đi theo một phong cách, gọi là chúng ta có thể đi theo một chiều hoặc là đa chiều. Ví dụ như một chiều á thì các bạn có thể là đồng ý luôn với cái ý kiến mà người ta đang tranh luận, hoặc là các bạn không đồng ý, đúng không? Hoặc là ý thứ hai là các bạn là nói chung là nằm ở giữa, là vừa là đồng ý vừa là không, tùy thuộc vào cái bài đó để chúng ta lấy cái ý kiến để chúng ta viết.
Thì vậy thì sao? Thứ nhất là cái chủ đề mà họ thảo luận, thứ hai nữa là đề bài họ sẽ cho hai bạn cho các bạn hai cái hai ý các bạn ạ. À, cho các bạn hai cái ý mà bắt buộc các bạn phải có ở trong bài, đó là there are some notes which you must use, có nghĩa là có những cái notes mà các bạn phải sử dụng ở trong bài, và cái đó là yêu cầu của đề bài và đề bài cho. Thứ hai nữa là bạn phải thêm cái ý của bạn vào. Thì cái đề bài của họ như sau này, tôi lấy ví dụ cái cấu trúc của nó. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ nên chia ra khoảng 5 cái đoạn. Các bạn chỉ cần chia, trên thực tế các bạn có thể chia bao nhiêu đoạn đó là tùy bạn, nhưng mà theo tôi thì nếu như theo cái cấu trúc của FC á, thì các bạn nên đưa ra chỉ cần khoảng 5 đoạn thôi. Thì cái đoạn thứ nhất á, là bao giờ cũng là các bạn phần introduction là một cái phần giới thiệu. Thì cái phần giới thiệu này á các bạn, phần giới thiệu này là phần mà các bạn sẽ nhắc lại những gì đề bài người ta ra, nhưng tuy nhiên các bạn phải diễn giải nó ra, chứ không phải là các bạn chép y nguyên cái đề bài họ cho. Còn cái đoạn thứ hai thì sao các bạn? Cái đoạn thứ hai là những cái notes thì họ sẽ cho, thì các bạn sẽ cho, thứ nhất là các bạn thảo luận về idea số 1. Đối với idea số 1 thì khi chuyển sang một cái idea nào đó thì các bạn thường nên ấy, các bạn nên nên sử dụng những cái từ gọi là từ nối, từ những cái từ chuyển đoạn. Chẳng hạn như là cái đoạn 1 các bạn giới thiệu xong thì đoạn số 2 các bạn chuyển sang, các bạn có thể sử dụng những cái từ như là firstly đó, hay là nói chung là các bạn chỉ sử dụng những cái từ đó là được rồi, không cần. Sau đó các bạn sang cái đoạn số 2 sẽ là idea số 1 mà đề bài cho. Đoạn số 3 thì các bạn sẽ cho một cái idea số 2, cái này đề bài cho nên các bạn bắt buộc phải thảo luận hai hai cái idea này. Và cái idea số 3 đó chính là cái idea của các bạn, có nghĩa là các bạn phải tự nghĩ ra một cái. Nghĩ ra tự 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 nghĩ ra một cái idea của mình. Thì có rất là nhiều bạn nói rằng là đề bài họ cho mà bây giờ em không biết phải sử dụng cái nên đưa cái idea nào. Vậy thì các bạn phải tập suy nghĩ và tập phân tích. Tuy nhiên rằng là những cái chủ đề mà theo tôi nghĩ rằng là các bạn có thể đưa vào đó là chủ đề như là education rồi criminal hoặc là environment, tức là chủ đề về giáo dục nè, chủ đề về môi trường nè, chủ đề về tội phạm nè, tùy thuộc vào cái bài, chủ đề về du lịch nè, chủ đề về văn hóa nè, thì những cái chủ đề nào mà nó mang tính giáo dục hay là tính văn hóa hay là những tính nhân văn các bạn có thể đưa vào. Thì tôi nghĩ là giáo dục thì hầu hết các chủ đề các bạn đều có thể đưa được vào, hầu hết nhé, kể cả những chủ đề mà lạ lạ chẳng hạn như chơi game gì cũng được hết. Thì cái những có những cái loại trò chơi, những cái loại game có những cái tính mà về về mang tính giáo dục á, thì các bạn vẫn có thể đưa vào cái ý số 4 này được, tức là cái ý kiến của bạn. Và các bạn đặt câu hỏi là liệu rằng có nhất thiết phải viết theo thứ tự mà đề bài họ cho, cái idea số 1, số 2 các bạn phải viết theo thứ tự hay không? Thì trên thực tế là theo kinh nghiệm thì các bạn có thể cho ý nào lên trước cũng được. Các bạn có thể cho cái idea của các bạn lên trước, sau đó các bạn mới lấy idea của đề bài, phân tích đề bài của đề bài là được. Hoặc là các bạn có thể cho cái idea của các bạn ở giữa, và những cái đề bài thì các bạn có thể là một cái ở trên một cái ở dưới cũng không sao, miễn rằng các bạn có phân tích được ra đúng cái yêu cầu đề bài họ cho. Đúng cái yêu cầu đề bài họ cho là ok, là các bạn đã đủ điểm rồi ha. Đó. Tuy nhiên là kể cả cái ý số 3 này, số 4 này các bạn, cái idea của các bạn ấy, thay vì các bạn có thể là nhắc đến hoặc phản biện, hoặc là phản biện cho hai cái idea này cũng được, cũng là một cái ý kiến, đúng không? Đó, nên là các bạn yên tâm. Và cái chủ đề thì tôi khuyến khích là các bạn có thể đi vào cái education vẫn được.
Education nó là một cái chủ đề rất là dễ viết và có thể là nó đa dạng cho tất cả hầu hết các chủ đề, hầu hết thôi nhé, cũng không hẳn là toàn bộ đâu, cho nhiều chủ đề. Rồi và cái đoạn cuối cùng các bạn, paragraph số số 5 các bạn, thì cái đoạn này chính là đoạn kết luận cho cái đoạn đó. Cái này chính là conclusion, kết luận. Vậy thì kết luận là sao đây các bạn? Khi các bạn kết luận á, thì các bạn có nên nhắc lại một số cái thông điệp ở đề bài, có thể nhắc đến những cái ý kiến của các bạn mà các bạn vừa mới thảo luận xong, các bạn vừa mới đưa ý kiến ra xong, thì các bạn sẽ cho vào phần kết luận này. Thì tuy nhiên là nếu như do là cái thời gian mà tôi có thể hỗ trợ trên 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 trang của mình á thì không nhiều, cho nên chỉ đưa cho các bạn được một cái sườn như thế này thôi. Có thể những bài sau đó sau này sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn, về một tôi sẽ cho một cái đề bài và tôi sẽ hướng dẫn và phân tích cho các bạn luôn, để các bạn về sẽ hình dung ra là vậy là trong bài thi của mình điều đầu tiên là mình cứ nghĩ ra 5 đoạn đã, mình sẽ định làm gì, đúng không? Cái đoạn một mình đoạn cứ 5 đoạn thì cái đầu tiên là cái phần giới thiệu, đúng không? Giới thiệu là các bạn sẽ nhắc lại những cái gì ở trên đề bài, nhưng mà không được bê nguyên cái đề bài của họ và đưa vào cái phần instruction này của bạn nhé. Và các bạn nhớ là nếu các bạn đồng ý với các ý kiến thì các bạn cũng thể đưa ra quan điểm của mình luôn. Đây là những cái phương pháp gọi là phương pháp dễ nhất để cho những bạn nào mà chưa có giỏi về viết, thì các bạn chỉ viết theo phong cách trung lập là được rồi, các bạn cũng không nhất thiết là phải viết theo những cái phong cách lạ khác, được không? Các bạn cũng không nhất thiết phải sử dụng những từ học thuật quá nhiều, bởi vì khi các bạn sử dụng những từ học thuật mà các bạn không biết dùng á thì các bạn sẽ gây khó chịu cho người viết, người đọc, đúng không? Cho người đọc và người chấm bài, và nhiều khi làm bài sai và các bạn dẫn các bạn đi lạc đề luôn. Cho nên là trước khi làm bài các bạn phải phân tích. Điều đầu tiên là các bạn phải dịch bài thật chuẩn mới được. Các bạn không có những bạn hiểu sai đề bài và cuối cùng khi phân tích cũng sai luôn. Có thể bạn ấy viết cũng khá nhưng mà khi hiểu sai cái đề bài thì chắc chắn là sẽ không tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta sang phần part 2 nhé các bạn. Chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2. Thì các bạn biết không, chúng ta có khoảng 5 chủ đề để chúng ta phải học cho cái phần part 2. Đó, khoảng 5 chủ đề. Do vậy là đối với 5 chủ đề này thì các bạn hãy chọn cái chủ đề nào để có thể nên cho viết trong phần part 2. Ok. Tôi sẽ lau cái bảng này đi và sẽ OK. Phần số 2 nha các bạn. Phần số 2 thì chúng ta có khoảng 5 chủ đề các bạn ơi, 5 chủ đề. 5 chủ đề mà các bạn phải quan tâm. Tuy nhiên là tôi sẽ chỉ cho các bạn phải học tủ, nếu mà các bạn không có thời gian để học nhiều và các bạn không thích một dạng nào trong 5 dạng đó thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần chúng ta học, bắt buộc chúng ta nên học học tủ. Học tủ làm sao mà tủ nó không có đè mình đấy nha các bạn. Chúng ta sẽ học 3 chủ đề và 3 chủ đề theo tôi khuyên là các bạn cần phải rèn luyện và tập viết. Bởi vì những cái chủ đề này có nhiều bạn không thích viết và các bạn chưa bao giờ viết cho nên các bạn cứ chấm viết không ạ. À? Thì tôi lấy ví dụ như chủ đề như sau. Chúng ta sẽ có chủ đề về email. Email với lại letter là một với các bạn. Email letter. Chủ đề thứ hai nữa là chủ đề các bạn sẽ viết một cái review. Chủ đề thứ ba đó là report. Chủ đề thứ bốn đó là article. Article. Và chủ đề thứ năm đó chính là story. Right. Có hai chủ đề tôi sẽ không nhắc đến trong bài, đó chính là chủ đề email, letter và story. Các bạn, email và letter là các bạn
tôi sẽ coi như các bạn đã từng học và các bạn đã biết. Cho nên cái điều quan trọng nhất của các bạn vẫn có thể làm sai, nhưng các bạn có thể tham khảo một số cái dạng ở trên mạng vẫn được. Ok, story. Đối với story thì các bạn sẽ gặp nhiều trong bài First for School. Có bạn hỏi rằng là Miss Phương ơi, cái chúng ta nên thi First hay là First for School? Có nhiều bạn đặt câu hỏi là như vậy, First hay là First for School? Thì thực ra các bạn, hai chương trình này và hai chứng chỉ này là có một cái độ khó như nhau. Phân tích cho các bạn biết nha. Thứ nhất, nói một chút cho các bạn, đó là First hay là First for School? First School. Ok, First hay là First for School? Thì cái chữ First này á, hoặc là ngày xưa trước đây á, chúng ta sẽ gọi là FC. Còn cái chủ đề First for School thì chính là FC for School. Khi trên các bằng của các bạn sẽ có cái chữ F. Cái này chúng ta sẽ ký hiệu chữ F. Và trên bằng có thể là FS, người ta sẽ ghi FS1 chẳng hạn như vậy. Thì đó chính là First for School. Các bạn đừng có lo lắng quá. Hai cái bằng này là độ khó như nhau. Cambridge luôn luôn nói rằng độ khó như nhau. Và các bằng này, hai bằng này được chấp nhận, được hoàn toàn được chấp nhận ở bất cứ một nơi nào mà khi các bạn đi làm việc. Nếu như ai đó nói rằng là họ không chấp nhận thì điều đó họ không có hiểu gì về chương trình hết. Bởi vì sao? Không biết các bạn đã nhìn rõ chưa? Đó. Các bạn biết không? Tức là hai cái bằng này là độ khó như nhau. Chỉ có một điều á là khi chủ đề về Front School thì sẽ không liên quan đến những chủ đề về công việc. Tức là các bài thi của các bạn sẽ không có là, ví dụ như các bạn bảo viết email xin việc là không có rồi. Đó. Nhưng có rất nhiều chủ đề khác. Và story khả năng sẽ xảy ra. Nhưng mà không phải lúc nào cũng cho story nha các bạn. Story là một cái, đối với tôi thì cái story các bạn cứ nhớ là khi chúng ta muốn viết, chúng ta phải trả lời tất cả các câu hỏi của đề bài. Đề bài cho gì và các bạn phải làm được một cái story 100. Chúng ta cũng viết là 140 cho đến 190 chữ. Chúng ta viết từ 140 cho đến 190 chữ nha các bạn. Đó. Và đối với story, các bạn nhớ rằng là khi chúng ta viết thì bao giờ chúng ta cũng phải có liên quan đến gì các bạn? Con người nè, có liên quan đến cảnh nè, rồi cũng phải có liên quan đến sự việc xảy ra đúng không? Tức là có một cái diễn biến nào đó. Vậy khi mà có diễn biến thì sao các bạn? Chắc chắn là có một diễn biến, chắc chắn phải có một cái sự kiện gì đấy xảy ra. Thì các bạn phải đi, và sau đó các bạn phải đi giải quyết cái sự kiện đó. Chứ không phải là các bạn đi kể lan man thì nó sẽ trở thành câu chuyện đâu. Đó, cho nên là các bạn nhớ tập trung vào story thì các bạn sẽ tự tìm hiểu. Email và letter các bạn sẽ tự tìm hiểu. Bởi vì có những lúc họ sẽ không cho email và có những lúc không cho story. Nhưng có rất nhiều bạn cũng đã quen với hai dạng này nên tôi sẽ không hướng dẫn các bạn hai dạng này nữa. Ok? Còn review, report và article thì các bạn sẽ nên sử dụng hay không ạ? Thực ra các bạn học cho tôi ba cái dạng này cho tôi. Các bạn nhớ nha, ba cái bài này các bạn tập viết thật nhiều thì các bạn trong lúc thi, tôi đảm bảo với các bạn rằng họ sẽ ra đề thi một trong ba cái bài này, một trong ba dạng này, được không? Đó. Còn và các bạn nên học là sao? Một là review, hai là article. Review, report, hay report, article. Các bạn học hay học theo kiểu đó. Và chỉ cần viết hai trong số ba cái dạng này thôi thì thường là theo kinh nghiệm của tôi, bài thi lúc nào cũng ra một trong ba cái này. Nếu như các bạn không chọn mấy cái này thì part 2 của các bạn có thể chọn review. Review rất là dễ viết các bạn. Các bạn có thể chia ra làm ba đoạn thôi. Ba đoạn cho review thôi các bạn. Ba đoạn.
Nhưng mà cũng có thể làm 4 đoạn cũng được, 3 hoặc 4 tùy bạn, không cần phải 5 đoạn đâu các bạn. 5 đoạn đôi khi nó cũng dài quá. Thì cái phần này á là phần số 1. Product số 2. Rồi cái số 3 và một cái số 4 các bạn. Số 4. Nha. Rồi. 1 2 3 4. Các bạn chia ra làm 4 đoạn được rồi các bạn. Được không? Report 4 được rồi. Article 4 cũng được rồi. Không cần phải làm dài hơn các bạn. Bởi vì sao? Thực ra các bạn làm 3 đoạn nhưng số lượng chữ nhớ nha, 190 140 đến 190. Điều đó các bạn phải chia ra, nếu các bạn chia ra làm 3 đoạn thì mỗi một đoạn phải bao nhiêu chữ. Ok? Rồi. Như vậy là đối với review, report, article thì các bạn sẽ làm gì? Chia ra làm khoảng 4 đoạn, 5 đoạn là được. Đoạn số 1 bao giờ cũng là đoạn giới thiệu. Ví dụ tôi lấy ví dụ như review. Đối với review, các bạn sẽ nói rằng là nếu các bạn review một câu một bộ phim thì sao các bạn? Tôi lấy ví dụ review một bộ phim, nhưng mà phải đọc đề bài nhé, tại vì đề bài họ sẽ cho các bạn cái yếu tố và các bạn phải cho các bạn khoảng 2 đến 3 ý và các bạn phải viết theo đề bài. Tuy nhiên là cái đoạn số số 1 với các bạn. Nếu như các bạn nào khó viết á, các bạn không có hiểu cách viết thì các bạn cứ học thuộc một số cái cấu trúc, ví dụ như là ví dụ như gần đây tôi vừa mới được xem một bộ phim với cái chủ đề là gì đó, và một bộ phim rất là hay và với cái chủ đề gì đấy, và tôi đó là một bộ phim mà tôi rất muốn, hoặc là một bộ phim tôi muốn review, tức là tôi muốn nói lại cho các bạn biết, thuật lại cho các bạn biết về cái bộ phim này. Đấy, các bạn chỉ cần học thuộc một một câu đến hai câu ở trong cái đoạn là các bạn đã viết được đoạn số 1 rồi. Còn nếu là bạn nào tham gia khóa học á, thì tôi sẽ giải thích dài hơn, tại vì có rất là nhiều cách viết chứ không phải một cách. Nhưng bạn nào ở xa mà không có thời gian đến lớp thì các bạn cứ nhớ rằng là chúng ta chỉ cần viết là ví dụ như gần đây tôi vừa mới xem một cái bộ phim, hay là gần đây tôi vừa mới đọc một cái cuốn truyện có nội dung và chủ đề như thế nào, thì đặc biệt đối với review nha các bạn phải một cái điều này tôi cần phải nhắc, đó chính là các bạn phải đọc tên của cái đoạn mà bạn định viết là tên, làm sao cho thu hút cái người mà người đọc á, đúng không? Ví dụ như các bạn là một bộ phim tuyệt vời nhất mà tôi đã từng xem đó, sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái phần giới thiệu nó. Thì sau khi các bạn giới thiệu xong thì đến cái đoạn số 2 hoặc đoạn số 3. Số 2, đoạn số 3 các bạn có thể chung là một đoạn thôi. Chỉ còn một đoạn thôi các bạn. Với đoạn này các bạn chỉ đi miêu tả về cái bộ phim đó, ví dụ như bộ phim đó được truyền tải từ một cái cuốn truyện nào đó, được không? Tác giả là ai, đạo diễn là ai, cái gì đó đã làm tạo nên cái bộ phim đó. Các bạn không được đưa ý kiến cá nhân của mình vào trong giữa hai cái đoạn này. Hãy tập trung vào việc đi kể lại, kể chuyện hoặc là đi diễn đạt, nói chung là nói hết về cái nội dung của cái câu của cái bộ phim hoặc là một cái câu chuyện hoặc là một cái quán cà phê gì đấy mà các bạn muốn review thì các bạn sẽ đưa vào đây, và tuyệt đối không được đưa ý kiến cá nhân của mình vô nha các bạn. Đừng có bình luận, đừng có bình luận là thật là tuyệt vời khi được trải nghiệm mà khi được xem cái bộ phim này hay cái gì đó. Không, các bạn sẽ thay vì cái ý đó, các bạn hãy đi miêu tả cái bộ phim đó đi, được không? Hãy nói về hết cái nội dung của bộ phim đó theo một cái phong cách như thế nào, thì có lẽ là các bạn có thể tôi sẽ có thời gian tôi sẽ viết nhiều hơn. Thì cái phần 4 là phần cuối cùng các bạn. Phần 4 cuối cùng các bạn kết luận. Kết luận thì sao các bạn? Các bạn hãy recommend cái người đọc, cái người mà các bạn recommend mọi người đi xem cái bộ phim đó, rồi bình luận một chút xíu về bộ phim đó, hoặc là bình luận một chút về cái câu chuyện đó, hay là bình luận về quán cà phê đó. Sau đó thì các bạn, tức là đưa ý kiến cá nhân của các bạn vào cái đoạn số 4 này, và các bạn sẽ giới thiệu mọi người tới cái nơi mà bạn đã review vừa rồi. Ví dụ như các bạn nói về cái bộ phim thì các bạn nói là mình
Đó là một bộ phim là cho tôi được có nhiều kỷ niệm và có nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ, ví dụ như thế. Và bộ phim này phù hợp với các đối tượng nào? Ví dụ như nó chỉ dành cho những đôi trai gái đang yêu nhau đúng không? Và chứ không phù hợp với những người mà thích những cái loại hình như là phim bạo lực hay phim hành động. Đó thì các bạn sẽ giới thiệu cho những cái đối tượng mà phù hợp với cái bộ phim hay với câu chuyện hay là với cái nơi mà bạn đã đến. Ok, vòng platform 4 là xong rồi đó. Đó là review. Còn report thì nó sẽ hợp với những người thích viết essay, bởi vì rất là dễ cho cái phần report này. Cho nên là hôm nay do cái chủ đề nó rất là ngắn thì tôi nghĩ là tôi hứa lần sau tôi sẽ hướng dẫn về cái report và article. Cho nên là hôm nay chúng ta chỉ cần tạm dừng ở cái review này là đã phù hợp lắm rồi. Ok, nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì các bạn sẽ cứ đặt câu hỏi và tôi sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn. Và bạn nào đang cần tìm những khóa học mà liên quan đến FC thì các bạn cũng có thể tham gia để mà tôi có thể hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn. Còn những bạn mà ở xa quá thì có lẽ là hãy chờ một cái khóa học online mà tôi sẽ có lẽ là tôi chưa có sắp xếp được. Và những bạn nào mà đang có kế hoạch học CAE thì các bạn cũng hãy theo dõi Trang và Miss Xuân sẽ lên lịch cho các bạn, bởi vì hiện tại là lịch đã rất là kín rồi, đông rồi, cho nên các bạn nên đăng ký trước thì sẽ còn chỗ, chứ nếu không là Miss Xuân sẽ không nhận nữa. Ok rồi, những bạn nào mà lên sau thì các bạn sẽ xem cái livestream này sau nhé, bởi vì chủ đề writing này thì tóm gọn lại là phần 1 sẽ luôn luôn là một cái essay và bắt buộc các bạn phải nhớ. Phần 2 các bạn chỉ cần chọn trong hai cái chủ đề này. Hai trong ba cái chủ đề này đó là review, report và article là được. Là các bạn chỉ cần học thuộc hai trong ba cái dạng đó thôi, là mà hai cái dạng nào mà bạn thích và bạn cảm thấy rằng là bạn viết nó, bạn cảm thấy bạn feel với nó và bạn cảm thấy ồ, viết một cái là các bạn sẽ ra ý liền, thì hãy tập trung vào những cái dạng như vậy. Tôi đảm bảo với các bạn là tủ sẽ không có đè các bạn đâu, và các bạn sẽ làm bài thi rất là nhanh. Tại vì cái bài viết của các bạn có thời gian là một tiếng, hình như 1 tiếng 30 phút thì phải. Đó, 1 tiếng 30 phút. Vậy thì các bạn hãy chia làm một nửa thời gian đi, các bạn lấy khoảng 40 phút thôi. 40 phút để viết một bài, 40 phút để viết một bài nữa. Vậy đó. Còn lại thời gian chúng ta phải kiểm tra và chúng ta phải check lại. Cái khó của cái phần thi này á, nó thực ra thì tôi lại không nghĩ nó nằm ở phần viết nhiều đâu, trừ khi các bạn viết quá kém thôi. Mà khi các bạn viết cấu trúc nó dễ, nhưng mà nó khó nhất á, là nó nằm ở phần phần nghe các bạn, phần listening. Mỗi một lần là phần đó các bạn điểm rất là thấp. Nếu như bạn nào đang tìm một cái khóa học listening thì các bạn cũng có thể inbox và đăng ký để Miss Xuân có thể mở một lớp. Với số lượng chỉ khoảng tối đa là 12 bạn thôi. Đó, tối đa là 12 bạn, cho nên là các bạn cái phần nghe là một cái phần khó, cho nên các bạn cố gắng các bạn tham gia. Còn nhắc cho những bạn mà hiện tại đang học mầm non hoặc là cấp 1 mà đang cần chỉ cần bằng B1 thôi, thì bằng B1 mà nếu như các bạn không cần B2 thì các bạn đừng có học FC làm gì, bởi vì học sẽ rất là mệt. Cho nên các bạn sẽ học một những cái giáo trình khác nữa ở chương trình dưới nữa. Cho nên là nếu như những bạn nào chỉ cần bằng B1 thì các bạn hãy liên hệ để tôi có thể hướng dẫn các bạn, có thể hướng dẫn miễn phí cho các bạn luôn. Còn nếu như các bạn mong đợi một khóa học thì các bạn cũng có thể liên hệ để Miss Xuân hỗ trợ cho các bạn trong vòng thời gian sớm nhất có thể. Ok, bây giờ cũng đã trễ rồi. So, good night everyone. I'll see you next time. Okay?